Hello, chào các bạn nha, mình là Huy đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái trò tròn thằng cu bình sa bon. Thì nó tròn mình rất là nhiều lần các bạn ạ. Mình cũng ức chế chứ. Đó, thì hôm nay mình sẽ quyết định tròn nó lại bằng cái mặt nạ quỷ này. Thì hiện tại là nó đang ngủ trong phòng rất là xui xưa các bạn. Mình phải căng ngay dữ lắm, mình mới tròn được. Chỉ tròn được mấy lúc nó ngủ thôi các bạn, rất là khó tròn. Ok, mình sẽ đeo thử với nha. Đó, đẹp ngay, ít xe, tắt tay, rút, đẹp không? Ok, thì mình vô cảm ơn nha. Làm gì ghê vậy? Tỉnh lỗi chưa? Dậy đi học. Tính là kêu mình dậy đi học thôi, hiểu không? Má vậy, kêu dậy còn cần như thế gì không? Này cho nhanh tỉnh. Tỉnh táo mà học nó mới ổn được. Ngủ. À thế sao? Ghê không? Sợ. Ghê vậy? Sao ghê? Vô đi. Vô lắm vậy? Khi nào mình ngủ say sưa để anh đánh thức mình chứ? Đúng không? Cách này là cách hiệu quả. Mẹ đi. Mày. Thầy có ướt quần không? Ướt gì? Ướt quần rồi không? Đi đâu tìm không? Tìm thầm đâu. Biết này.